Xin chào tất cả các em. Ở video bài học hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi vào bài 17 ở trong quyển vở bài tập toán lớp 2 nhé. Xem xong video bài giảng thì các em hãy dành một chút thời gian like video bài giảng, chia sẻ video cho các bạn các em cùng xem. Các em có thể để lại comment của em phía dưới, hoặc là các em cũng có thể nhấn nút đăng ký màu đỏ nhé. Chúng ta hãy nhấn nút đăng ký màu đỏ ngay phía dưới góc phải màn hình đấy, và nhấn vào biểu tượng chuông để khi mà cô up bài lên các em biết, để các em vào xem nhé. Còn việc nhấn đăng ký là hoàn toàn miễn phí nên là các em yên tâm. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài số 1 nào. Các em sẽ nhẩm, ta sẽ cộng này, 9 cộng với 3 bằng 12. Các em ghi số 12 vào. 9 cộng 7 bằng 16. Các em ghi số 16 vào. 9 cộng 5 bằng 14. 9 cộng 8 bằng 17. 9 cộng 6 bằng 15. 9 cộng 4 bằng 13. 2 cộng 9 bằng 11. 7 cộng 9 bằng 16. 9 cộng 9 bằng 18. 6 cộng 9 bằng 15. 9 cộng 2 bằng 11. Và cuối cùng 9 cộng 1 bằng 10. Đấy. Sau bài tập số 2, yêu cầu các em đặt tính và tính. Như vậy các em phải đặt tính trước, sau đó chúng ta mới đi tính. 49 cộng 25, khi đặt tính các em chú ý hàng đơn vị sẽ phải thẳng cột với đơn vị, chục thẳng cột với chục nhé. Như vậy số 5 này nó phải thẳng cột với số 9 này, 2 với 4 phải thẳng cột với nhau. Các em sẽ cộng này, 9 cộng 5 bằng 14. Các em viết 4, các em nhớ 1 sang đây. 4 cộng với 2 bằng 6, nhớ 1 nữa bằng 7. Kết quả chúng ta bằng 74. Tiếp theo 79, kem cộng với 9 này. Chú ý con 9 này là con 9 đơn vị. 9 đơn vị phải viết thẳng cột với con 9 ở hàng đơn vị này. Kem không được viết thẳng cột với số 7 là sai nhé. Đây là 70, 9 đơn vị. Như vậy con 9 này hàng đơn vị thì phải thẳng cột với con 9 phía trên. Ta có 9 cộng 9 bằng 18, viết 8 nhớ 1. 7 này nhớ thêm 1 nữa bằng 8. Kết quả bằng 88. 29 cộng 36. Các em lấy hàng đơn vị cộng trước. 9 cộng 6 bằng 15. Viết 5 nhớ 1 sang đây. 2 cộng với 3 bằng 5, nhớ 1 nữa bằng 6. Kết quả của ta bằng 65. 59, kem cộng 8 này. Chú ý con 8 này, 8 này là 8 đơn vị, phải thẳng cột với con 9 này. Đấy. Kem mà đặt con 8 thẳng cột với con 5 là sai đấy nhá. Đơn vị thẳng cột với đơn vị. Như vậy 9 cộng 8 bằng 17. Viết 7 nhớ 1. 5 này nhớ thêm 1 nữa bằng 6. Kết quả của ta bằng 67. Sang bài tập số 3, điền dấu lớn hơn, dấu bé hơn hoặc là dấu bằng vào. Như vậy chúng ta sẽ cùng nhẩm nhé. 9 cộng với 6 thì bằng 15. Như vậy cái vế bên trái này bằng 15, mà vế bên phải này lại bằng 16. Như vậy 15 thì sẽ bé hơn 16 này. Được chưa? 9 cộng với 6 bằng 15. Như vậy cái vế này chúng ta tính ra bằng 15. Bên này cũng bằng 15. Như vậy kết quả nó sẽ bằng nhau, các em điền dấu bằng vào. Bên này 9 cộng 9 bằng 18. Bên này 9 cộng với 7 có bằng 16 thôi. Như vậy 18 này, kết quả này lại bằng 18, kết quả này bằng 16. Vậy 18 thì sẽ lớn hơn 16. Tiếp theo 9 cộng với 8. 9 cộng với 8 thì bằng 17. Đúng không ạ? Bên này tính ra bằng 17 này. 9 cộng 9 bằng 18.
Như vậy bên này 17, bên này 18 thì rõ ràng 17 sẽ bé hơn 18. Cộng với 4 thì nó cũng bằng 4 cộng với 9 thôi. Kết quả đều bằng 13 cả. Hai bên đều bằng 13. Các em điền dấu bằng vào. Cuối cùng 9 cộng 3 thì bằng 12. Cái này em tính ra bằng 12. 5 cộng 9 bằng 14. Như vậy 12 thì nó sẽ bé hơn 14. Điền dấu bằng à, điền dấu bé hơn vào. Sau bài tập số 4, đến đây bạn nào cần thì hãy dừng video giảng của cô đây một chút. Trong sân trường có 29 con gà và 15 con vịt. Hỏi cả gà và vịt trong sân trường có bao nhiêu con? Như vậy muốn tìm số gà và vịt thì em sẽ làm phép cộng, lấy 29 cộng với 15. Có thể làm ra nhát, tính ra ngoài dưới nhát đấy. Lấy 29 này. Kem cộng với 15. 9 cộng 5 bằng 14, viết 4, nhớ 1. 3, 2 cộng 1 bằng 3, nhớ 1 nữa bằng 4. Như vậy có tất cả sẽ là 44 con. Đúng không ạ? Như vậy số gà và vịt trong sân trường là số gà và vịt trong sân là 29 làm phép cộng, cộng với 15. Và lúc nãy chúng ta đã đặt phép tính ở đây rồi. Kết quả chúng ta bằng 44. 44 con. Đáp số. Đến đây bạn nào cần thì có thể dừng video giảng của cô ở đây một chút. Sang bài tập số 5 này. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng, chúng ta sẽ đếm nhân từ hình bên này có bao nhiêu tam giác. Như vậy để đếm số hình tam giác, các em sẽ đếm số hình tam giác đơn trước, tức là một mình nó đã là hình tam giác. Như vậy chúng ta có hình tam giác đơn này, chính là OPM là 1 này, OMN là 2 này, ONS là 3 này, đúng không? Nhìn lại nhá, OPM này, OMN này và ONS, đây là ba tam giác đơn. Sau khi tính số tam giác đơn rồi, các em sẽ tính hai hình mà ghép nhau thành một tam giác. Như vậy hai hình này ghép nhau tam giác này, ta có tam giác OPN này. Đây cũng là tam giác. Tam giác này nó được ghép bởi hai hình tam giác nhỏ. Đúng không? Rồi OMS. Đúng chưa? Cái tam giác này nó được ghép bởi hai tam giác này. Như vậy chúng ta có 5 hình rồi. Ngoài ra còn một hình nữa là tam giác OPS. Cái tam giác OPS này nó được ghép bởi ba cái hình nhỏ này. Đúng chưa? Các em liệt kê theo thứ tự là một hình nó đứng một mình nó là tam giác đã. Rồi đến hai hình ghép nhau thành tam giác. Đấy, sau khi hết hai hình rồi chúng ta xem ba hình ghép nhau thành tam giác không. Như vậy ở đây chúng ta có tất cả là 6 hình tam giác. Các em có thể liệt kê tên của 6 hình tam giác. Cô sẽ liệt kê ở phía dưới này cho các em tiện theo dõi nhé. Đó là tam giác OPM là 1 này. OPM. Đây là tam giác đầu tiên. Tam giác thứ hai là OMN này. OMN này. Tam
giác thứ 3 là O, N, S này. Đây là ba tam giác đơn. Rồi bây giờ ghép hai hình để tạo thành tam giác thì ta có OPN. Nó được ghép bởi hai hình này. Đấy, OPN. OPN này. Rồi OMS này thì được ghép bởi hai hình này. Thứ tự thì các em có thể thay đổi nhé. Rồi, cuối cùng chúng ta có cái hình tam giác được ghép bởi ba hình, đó là OPS. Bạn nào không thích đọc OPM mà bạn nào lại biết là OMP thì cũng được nhá. Viết cái nào đứng trước hoặc cũng được, hoặc là MPO. Đây, thứ tự của các cái chữ này các em có thể thay đổi, được không? Có thể thay đổi. Đấy, nhưng mà nói tóm lại là dù chúng ta đọc như thế nào đi chăng nữa, OPM hay là OMP hay là MPO thì nó cũng chỉ là một hình tam giác này thôi. Chỉ có tên là chúng ta thay đổi cái vị trí của các chữ cái thôi. Đấy, nên là chúng ta cũng chỉ có 6 cái hình như cô vừa liệt kê ở đây cho các em. Trên đây là cô và các em đã vừa đi xong được các bài tập ở trong vừa bài tập toán lớp 2, bài 17, phần luyện tập trang 20. Cảm ơn tất cả các em đã dành thời gian theo dõi video bài giảng của cô. Hẹn gặp lại tất cả các em ở các video học tiếp theo nhé.